Chúng ta đang thử máy. Tinh tong tinh tong tinh tong. Chủ tịch nước hả? À? Cựu chủ tịch nước hay là nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bàn giao công việc tại văn phòng chủ tịch nước cho quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Lễ bàn giao đã diễn ra rất là đúng mức, đúng mức, trang trọng và tròn trịa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì đã chụp hình chung với cả quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng, chánh văn phòng trung ương đảng chánh văn phòng trung ương đảng là ông Hưng hả? Ông Hưng họ tên là gì quên rồi. Nguyễn Minh Hưng hả? Bộ trưởng Bộ Công an trước đây thì tên là Nguyễn Minh Hương phải không ta? Con thì là Minh Hưng. Và nhiều cán bộ khác của văn phòng chủ tịch nước chụp ở phía trước phủ chủ tịch. Phủ chủ tịch thì nằm trên đường Hùng Vương. Trên đường Hùng Vương thì bên phải của văn phòng chủ tịch nước, của phủ chủ tịch thì còn có lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Rồi phía bên kia mà đi về phía hướng Hồ Trúc Bạch, ngay chỗ đền Quán Thánh, Quan Thánh thì sẽ có văn phòng trung ương đảng. Đi phía bên tay trái thì sẽ thấy là văn phòng của Thủ tướng Chính phủ. Như thế là các cơ quan trung ương đầu não thì đều nằm ở chỗ khu vực Quảng trường Ba Đình. Quảng trường Ba Đình mà đầu phía bên kia mà giáp giáp với cả những cái đường mà Hoàng Văn Thụ này kia đó, cái đầu mà chạy lên chỗ Văn Miếu Quốc Tử Giám á, thì về hướng đấy thì đầu bên kia thì lại còn có là ngay cái chỗ mà đường Điện Biên Phủ chạy xuống. Đường Hoàng Diệu có phải nằm đấy không ta? À, đường Hoàng Diệu phía bên kia thì còn có một tòa nhà mà kiến trúc cũng đẹp nhất Việt Nam, đẹp nhất nhất nhì Hà Nội, tức là trụ sở của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Quảng trường Ba Đình thì có, ngày xưa thì nói là hội trường Ba Đình, rồi bây giờ là tòa nhà Quốc hội thì đi lên khu phố mới rồi, khu mới phía trên kia hội nghị, có phải trung tâm hội nghị quốc gia không ta? Rồi phía bên cạnh mà hội trường Ba Đình đó thì có là cái chỗ mà thắp lửa lửa truyền thống cách mạng Bắc Sơn. Xung quanh khu vực mà hội trường Ba Đình, quảng trường Ba Đình, chủ tịch Hồ Chí Minh, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh thì có câu lạc bộ quân đội, đúng là cơ quan đầu não. Thì câu chuyện mà chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc á, mà nói là bàn giao công việc cho quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thì đã kết thúc. Nhưng mà cái sự mà lưu ý á, thì chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bây giờ gọi là cựu chủ tịch nước thì đã nói rất là nhiều, nói về cái chuyện là phấn đấu từ lúc trẻ cho đến bây giờ, nói về chuyện là đã đi theo con đường của Đảng, của cách mạng Việt Nam, nói về chuyện là gia đình tôi thì không có tham nhũng, không có dính líu đến công ty Việt Á, vợ con tôi là chưa hề gặp mặt cái người tổng giám đốc của doanh nghiệp Việt Á. Thì chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc mà cũng nói như thế, nói thẳng ra như thế. Năm 4321 chúng ta đã thử máy xong. Xin chào những người đang xem và những người sẽ xem, những người thầm lặng và vô hình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì khi mà lên trước truyền thông mà nói rõ như thế, hẳn nhiên là phải có một cái gì đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc mới dám nói mạnh như vậy. Và cái sự mà khẳng định nói rằng đó là tôi mà thôi chức là bởi vì tôi có trách nhiệm của người đứng đầu trong thời gian làm Thủ tướng Chính phủ từ năm 2016 đến năm 2020, 2021, 2020. Thì coi như là trách nhiệm của người đứng đầu thì tôi thôi chức, và tôi đã nói rõ như thế ở Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội 13. Tức là tôi thôi chức vì là có trách nhiệm của người đứng đầu khi mà để cho những người cán bộ cấp dưới là có một cái sự là sai phạm.
Chứ còn tôi thôi chức không phải vì câu chuyện dẫn líu đến công ty Việt Á, mà nói rằng là có là tham nhũng, có hối lộ. Vụ mà án Việt Á rất là lớn, tức là bán những cái sản phẩm mà test kit của Covid-19 mà lại quả chung chi cho nhiều cán bộ cấp cao đó. Thì một cái sự khẳng định của ông Nguyễn Xuân Phúc như thế thì có thể thấy rằng là ông Nguyễn Xuân Phúc thì được hạ cánh an toàn, nói theo cách nói của dân gian. Hạ cánh an toàn là được hiểu là những câu chuyện mà truy xét về câu chuyện hình sự đối với gia đình ông thì có lẽ là sẽ không có. Chứ không thể nào một cái vị nguyên thủ quốc gia nói với cả toàn thế giới như thế mà những ngày sắp tới mà gia đình ông lại bị truy tố thì nó không có thể nào mà phù hợp được. Và tiếng nói của một vị nguyên thủ quốc gia thì không thể nào mà nói như thế mà thực tế là như thế. Cho nên là cái chuyện mà ông Nguyễn Xuân Phúc nói như vậy thì tức là đã được phép nói rồi. Được phép nói và có một sự tự tin để nói, công bố với xã hội, với báo giới, với toàn thế giới là gia đình tôi không tham nhũng, gia đình tôi không dẫn líu đến Việt Á. Thì chuyện đấy nó cho chúng ta thấy một điều gì, là câu chuyện của những người mà đảng viên Đảng Cộng sản mà khi có một cái sự sai phạm gì đấy á, thì thứ nhất là giữ vững sự đoàn kết của nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, thứ hai là giữ cái thể thể diện quốc gia. Cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ là sẽ có một cái sự là châm chế cho ông Nguyễn Xuân Phúc để cho ông là nghỉ hưu, không có làm ủy viên Bộ Chính trị, không làm chủ tịch nước nữa. Và câu chữ của báo chí lâu nay người ta đọc thì thấy rằng là ông Nguyễn Xuân Phúc là thôi chức và nghỉ hưu, chứ còn không nói đến chữ là hạ bệ hoặc là bị truất phế, bị kéo xuống. Nhưng mà cái thực tế của những gì mà chúng ta thấy thì vẫn thấy là chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là bị truất phế, bị hạ bệ, bị kéo xuống, chứ không phải là thôi chức. Thôi chức đây là chỉ là một cái sự mà chính danh và một cái sự chính thức đối với dư luận xã hội, là viết đơn xin thôi chức vì không tròn trách nhiệm và đến tuổi nghỉ hưu thì nghỉ hưu luôn. Thì câu chữ nó là tròn trịa và nó là đẹp. Chứ còn thực sự là một cái người mà chủ tịch nước nguyên thủ quốc gia thì hẳn nhiên ai cũng muốn làm cho hết nhiệm kỳ, chọn một nhiệm kỳ, chứ không thể nào mà bước xuống giữa chừng. Bước xuống giữa chừng thì coi như là có trách nhiệm trong cái sự mà sai gì đấy thì nó là bước xuống. Thì ở đây ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn nhấn mạnh rằng nó là do cấp dưới sai trong cái hồi mà ông làm thủ tướng trong quá khứ, cho nên là ông thôi chức thì người ta chẳng không nói gì đến câu chuyện Việt Á hết. Và một cái người như ông Nguyễn Xuân Phúc mà được phép nói như thế thì có một cái sự khả tín. Chúng ta thấy là dân thường á, thì nói sao cũng được, nhưng mà nguyên thủ quốc gia á, hẳn nhiên là lời nói được cả thế giới ghi nhận. Thì như đã nói, những đối với những người cộng sản đó là trong một cái sự mà cùng chung đội ngũ đi ra chiến tuyến, có khi là anh bị gục ngã mà có khi là tôi thì vẫn đi tiếp, và tôi thì vẫn đi tiếp và anh bị gục ngã thì có nhiều lý do để gục ngã. Có thể ông Nguyễn Xuân Phúc đó, là vì là gia đình đó, thì dính líu đến chuyện tham nhũng cho nên ảnh hưởng đến ông, và cái sự mà gục ngã như thế thì đối với những người cộng sản họ vẫn còn cái từng đồng chí đồng đội thì họ là cảm thấy tiếc cho trường hợp đấy. Nhưng mà cái hậu quả xảy ra thì ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn phải chịu trách nhiệm, tức là gục ngã thì gục ngã, không có làm chủ tịch nước nữa. Tuy nhiên những cái chuyện mà gọi là nghiêm khắc đối với gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc thì có lẽ là người ta sẽ bỏ qua. Dân gian thì nói là hạ cánh an toàn. Thì chuyện này thực sự nó cũng rất là hiếm, bởi vì trên thế giới mà những người mà nguyên thủ quốc gia mà bị phế truất thì nó không có nhiều. Thế giới bây giờ lên tới cả 200 nước, thì lâu lâu chúng ta lại nghe tin tức là có nước nào đó mà cái người nguyên thủ là bị hạ bệ, nhưng mà thực sự nó không nhiều. Và đối với những nước mà thuộc về thể chế của những người cộng sản thì chuyện đấy nó còn hiếm nữa. Tất cả sự mà bước xuống thì nó luôn luôn được sắp đặt và nó luôn luôn diễn ra trong một cái sự êm thấm. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì cái sự êm thấm đó là có thể thấy là bây giờ nó đáng tin rồi, hạ cánh an toàn, bởi vì những gì mà nói với cả toàn thế giới thì đã được nói rồi. Thì đối với những người cộng sản, nhắc lại là cái hậu quả của công ty Việt Á là như thế, hoặc là gia đình con cái của ông Nguyễn Xuân Phúc mà có dính líu đến Việt Á thì người ta có thể xử xử án Việt Á và xử phạt tất cả mọi cái chuyện mà liên quan tới Việt Á là vẫn xử phạt được, trừng phạt được.
Nhưng mà có lẽ là người ta thấy không cần thiết phải nêu tên của vợ con ông Nguyễn Xuân Phúc ra. Tức là mọi chuyện thì đều được giải quyết, mà chỉ khác biệt ở chỗ là nêu tên hay là không nêu tên thôi. Thì nêu tên á, thì sẽ ô danh, mà không nêu tên á, thì cái uy tín của ông Nguyễn Xuân Phúc là ít nhiều vẫn còn được giữ. Và đưa tên tuổi của vợ con ông Nguyễn Xuân Phúc ra thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cái thể diện của quốc gia. Tức là một cái tin mà nói rằng là vợ con của nguyên thủ quốc gia mà dính líu đến chuyện tham nhũng á, thì nó rất là tệ. Thì giữ cái thể diện quốc gia như thế thì người ta cũng có thể là có quyền giữ thôi. Trên thế giới chúng ta thấy là có những người á, là đối với luật hình sự á, thì có khi là được miễn nhiễm. Mặc dù nói rằng là tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy là dụ như nguyên thủ của nước Mỹ, tổng thống á, thì có được những cái đặc quyền khi còn đương chức và sau khi đương chức. Thì nói là sau khi đương chức, cựu tổng thống Donald Trump á, thì không có được hưởng cái đặc ân đặc quyền nữa, mà giống như là dân thường và người ta sẽ đối xử như vậy. Tuy nhiên thực tế thì chúng ta thấy đến bây giờ mà nói nước Mỹ á, mà muốn trừng phạt ông Donald Trump á, thì cũng không có dễ dàng gì. Tại vì á, người ta cũng không muốn mất thể diện của nước Mỹ. Rồi những cái người nghị sĩ của Quốc hội bên Việt Nam mà nói là đại biểu Quốc hội á, thì cũng vẫn có một cái gọi là đặc quyền hoặc là đặc ân. Đặc ân là được hiểu là được miễn trừ trách nhiệm hình sự ở trong những cái chuyện này chuyện kia. Thì thể diện quốc gia thì nước nào cũng có thôi. Khi mà người ta lên tới một cái mức lãnh đạo cao cấp nào đó mà người ta được hưởng một cái đặc ân nào đó thì dân chúng cũng không có nên ganh tị, bởi vì muôn người thì mới có một người, cho nên là một người đó mà được hưởng một cái đặc quyền đặc ân nào đó thì chuyện nó cũng là bình thường thôi. Chúng ta thấy là nước Mỹ thì có cựu tổng thống Donald Trump á, mà trong cái nhiệm kỳ của ông thì ông cũng là ân xá cho một số người như sau. Và cái sự nói là tổng thống có quyền ân xá hoặc là chủ tịch nước có quyền ân xá đó, thì bên phía mà những nước á, mà như những nước cộng sản như Việt Nam, thì rõ ràng là ân xá là phải dựa trên một cái gọi là yếu tố nào đó đúng luật này kia thì mới được ân xá cho những cái người mà bị khép vô án tử hình chẳng hạn. Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc là tòa án nhân dân tối cao phải có một cái sự là kiến nghị gì đấy, giải thích gì đấy thì mới ân xá. Nhưng mà bên phía nước Mỹ thì chúng ta thấy là ông cựu tổng thống Donald Trump hồi mà ông còn làm tổng thống thì ông ân xá cho những người bạn của ông đó, ông Rosenstone gì đấy mà phạm tội hình sự đó, mà tổng thống Donald Trump là ân xá, là được hiểu rằng là tổng thống ân xá mà không cần lý do gì hết, người đấy mà có tội gì đấy mà ân xá thả họ ra, xóa tội cho họ, thì tổng thống có một cái đặc ân như thế, đặc quyền như thế. Cho nên là đối với cái ngoại lệ trong luật lệ thì chúng ta cũng không nên ngạc nhiên. Ở đây thì nhắc về câu chuyện mà về chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, rất là ngạc nhiên là trong cái ngày lễ mà bàn giao công việc của chủ tịch nước cho quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói rất là nhiều. Thứ nhất là nói về câu chuyện là từ lúc 12 tuổi thì đã thoát ly gia đình, tức là ra khỏi gia đình để đi hoạt động theo cách mạng, theo Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai nữa là trong một cái khoảng thời gian dài như thế, 50 mấy năm trời, thì coi như một lòng theo Đảng, một lòng hoàn thành nhiệm vụ. Rồi cũng nói là cảm ơn những vị lãnh đạo, cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị, rồi Thường trực Ban Bí thư, các cơ quan ban ngành gì đấy thì đã giúp đỡ cho cá nhân ông Nguyễn Xuân Phúc mà hoàn thành nhiệm vụ. Thì có lẽ là ông Nguyễn Xuân Phúc nói hơi nhiều, tại vì với những gì mà đã xảy ra đó thì có thể thấy là nếu mà ông Nguyễn Xuân Phúc mà nói hoàn thành nhiệm vụ thì đã không có chuyện mất chức, mà ông Nguyễn Xuân Phúc thì coi như là đã mất chức. Và mất chức ở đây thì nói là không còn làm chủ tịch nước nữa, một nguyên thủ quốc gia mà bước xuống thì chuyện đấy là xưa nay hiếm rồi. Ông Nguyễn Xuân Phúc là cũng thẳng thắn nói rằng đó là chuyện mà ông Nguyễn Xuân Phúc bước xuống là do cái trách nhiệm của người đứng đầu, phải gắn trách nhiệm khi mà cấp dưới trong thời kỳ ông làm thủ tướng mà có sai phạm. Giả dụ như nói là bộ trưởng, gọi là cựu bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, hoặc là cựu phó thủ tướng Vũ Đức Đam đó, nói ví dụ như thế, là người ta bị rớt chức, người ta thôi chức thì ông Nguyễn Xuân Phúc là phải bị ảnh hưởng theo. Và ông Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định là gia đình ông là không dính tới Việt Á. Thì thực sự là cũng không ai ngờ là ông Nguyễn Xuân Phúc thì lại có một cái sự bày tỏ nhiều như thế, cũng là một cái sự ngạc nhiên. Và cái sự bày tỏ nhiều như thế thì thứ nhất là khẳng định là gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc là hoàn toàn trong sạch. Thứ hai nữa là có thể là cho thấy là trong tương lai
thì gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc mà sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, là người ta nhắc lại cái chữ là ông Nguyễn Xuân Phúc là được hạ cánh an toàn. Và về phía mà Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì vẫn có những nhân vật đại diện đó là ông Võ Văn Thưởng, thường trực Ban Bí thư, và ông Lê Minh Hưng là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thì chụp hình chung, thì tất cả mọi cái nó đều suôn sẻ hết. Nếu mà nói về cái sự suôn sẻ như thế thì chúng ta cũng phải thấy là đối với những nước cộng sản đấy nha, một nhân vật là thuộc về nguyên thủ quốc gia mà bước xuống như ông Nguyễn Xuân Phúc là hồi đó đến giờ là có lẽ là duy nhất đấy chứ. Bởi vì từ trước đến giờ mà nói là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà bị kỷ luật đó thì cũng đã có rồi. Và thời gian sau này của thời của Tổng thống Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cũng có nhiều đó. Tuy nhiên mà nói là một chủ tịch nước mà bị mất chức thì lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là chưa có. Lịch sử của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng không có. Chuyện đấy là thực sự nó cũng chấn động. Còn bên phía Trung Quốc thì chuyện này cũng đã có. Bên phía Trung Quốc thì thời mà ông Mao Trạch Đông mất năm 1976 phải không? Thì có một nhân vật là ông Hoa Quốc Phong thì bước lên thay thế cho ông Mao Trạch Đông. Nhưng mà ông Hoa Quốc Phong thì không có năng lực mà chỉ được ông Mao Trạch Đông lựa chọn thôi. Cho nên là những người gạo cội trong Đảng Cộng sản Trung Quốc ấy, thì đã lựa chọn ông Đặng Tiểu Bình, phục hồi ông Đặng Tiểu Bình đứng lên là trở thành nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nước đó, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thì người ta nói ông Hoa Quốc Phong bước xuống thì cũng là một cái sự bước xuống mà bình thường, không có gì gọi là gay cấn. Ông Đặng Tiểu Bình thì xứng đáng hơn để lèo lái nước Trung Quốc, và ông Hoa Quốc Phong thì thấy rằng là mình không có đủ khả năng cho nên là chấp nhận bước xuống. Rồi có thêm câu chuyện nữa, trước đấy là bè lũ bốn tên. Bè lũ bốn tên là những cái người mà được nói là chống phá cách mạng Trung Quốc và là một cái tiếng nói ngược trong Đảng Cộng sản Trung Quốc á, thì đã lũng đoạn chính quyền bộ máy của Đảng Cộng sản Trung Quốc á, thì cuối cùng là những người Đảng Cộng sản Trung Quốc họ cũng hạ bệ bè lũ bốn tên đó, nhóm bốn tên, nhóm bốn người bè lũ bốn tên, tức là vợ của ông Mao Trạch Đông và ba người kia nữa. Lịch sử thì đã gọi tên của bè lũ bốn tên đấy rồi. Rồi trước đấy nữa thì thời cách mạng văn hóa thì có một người chủ tịch nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là ông Lưu Thiếu Kỳ thì cũng bị hạ bệ, thậm chí là còn bị tù và còn bị chết trong tù nữa. Đấy là trường hợp thương tâm, trường hợp mà được nói là một cái bi kịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà cái thời là cách mạng văn hóa. Bởi vì hồi đấy thì ông Mao Trạch Đông là ông muốn có cách mạng chuyện văn hóa của Trung Quốc để mà đả phá những cái xấu, nhưng mà người ta đã làm quá đà cho nên là có nhiều cái ý kiến phản đối. Và ông Mao Trạch Đông thì có thể coi là một hoàng đế đỏ của Trung Hoa, cho nên là những cái tiếng nói phản đối thì đã bị dập tắt. Thì trong đấy là có tiếng nói của ông Lưu Thiếu Kỳ, thì ông Mao Trạch Đông thì coi như đã khuyến khích cho quần chúng, khuyến khích cho Hồng Vệ Binh là có một câu chuyện là cách mạng quá đà và bắt bỏ tù ông Lưu Thiếu Kỳ. Và cuối cùng ông Lưu Thiếu Kỳ thì đã bị chết trong tù, thực sự là một câu chuyện rất là thương tâm. Thì thực ra đấy là một cái câu chuyện mà nó hiếm có đối với lịch sử của những người cộng sản, Đảng Cộng sản Trung Quốc hay Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng là như thế. Và có lẽ ông Lưu Thiếu Kỳ là trường hợp duy nhất mà đã bị hạ bệ ở bên phía lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chứ còn sau thời của ông Lê Thiếu Kỳ thì cũng không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Tất cả những người mà nói là bị thì thôi chức hoặc là bị nghỉ đó thì đa phần họ đều là những người mà không có khả năng lãnh đạo nữa, thì họ được kêu gọi là bước xuống để người khác đứng lên thay thế. Chúng ta thấy là khi mà ông Mao Trạch Đông chết rồi đó, thì ông Đặng Tiểu Bình đó, là thành một cái người cầm lái thay thế cho ông Mao Trạch Đông. Và những người mà được lựa chọn ấy, thì chúng ta thấy là thời mà Trung Quốc mà mở cửa xong rồi là bên phía những người sinh viên và những thành phần cấp tiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc là có một cái tiếng nói rằng là Trung Quốc cần phải thay đổi hơn nữa. Và sinh viên của các đại học Bắc Kinh thì đã xuống đường mà nói là biểu tình ở Thiên An Môn. Thì không thể nào có cái chuyện đó xảy ra ở một cái đất nước 1 tỷ dân như Trung Quốc, nó biến động xã hội quá. Cho nên là ông Đặng Tiểu Bình và những người ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nói sẽ trấn áp cái vụ biểu tình Thiên An Môn. Và thời đấy thì có ông Triệu Tử Dương thì đã ra năn nỉ sinh viên là hãy giải tán đi, chứ nếu không là các bạn nó thì sẽ nhận cái hậu quả nghiêm trọng. Thì cái hình ảnh của một cái người mà đứng đầu của
Trung Quốc mà lại năn nỉ sinh viên như thế thì nó cho thấy một cái sự yếu đuối, cho nên là người ta đã nói ông Triệu Thừa Dương là nghỉ để người khác thay thế. Và chúng ta thấy là sau đấy thì ông Lạc Tiểu Bình nó lựa chọn ông Giang Trạch Dân để thay đổi cái người lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. Thì cái sự bước xuống như thế cũng đều cho thấy là họ thiếu năng lực, họ không làm tròn vai thì họ bước xuống để người khác làm, chứ còn họ bước xuống mà vì câu chuyện tham nhũng ấy, thì không hẳn như thế. Và bây giờ bên phía Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì ông Nguyễn Xuân Phúc bước xuống thì vẫn lăn tăn cái câu chuyện là gia đình ông là làm ăn dính líu đến cả là công ty Việt Á, dính líu đến chuyện là tham nhũng hối lộ, cho nên là ông Nguyễn Xuân Phúc thì bị mất chức. Thì chuyện này là phải nói là xưa nay hiếm rồi. Từ cái câu chuyện mà ngày xưa mà cái trường mà Newgate phỏng ra cái trường quốc tế mà ngoài Hà Nội đấy mà có một em bé mà bị chết vì là bị bỏ quên trong xe đó, thì người ta đã nói đến câu chuyện đó là con của Nguyễn Xuân Phúc là có chung trong cái cổ phần của cái trường học quốc tế đó. Và cái chuyện đó thì đã nhắc nhở một cái lời cảnh báo là những vị quan chức mà có con em mà làm ăn kinh doanh đó, thì phải biết là điểm dừng, không phải vì cái chuyện tiền bạc ham quá mà là làm quá tay quá lỗ, hô gió gọi bão, không có thực lực mà lại vẫn tìm mọi cách để có tiền có bạc. Thì cái chuyện mà cái trường mà quốc tế đó là coi như một thời gian trôi qua, để bây giờ xảy ra chuyện Việt Á nữa, thì được nói là con gái của ông Nguyễn Xuân Phúc thì càng ngày càng lớn sâu, cho nên là bây giờ phải bị chặn đứng thôi. Và nhắc lại là ông Nguyễn Xuân Phúc thì mặc dù là được hạ cánh an toàn và gia đình ông là có thể là không có bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng mà cái vụ án Việt Á thì người ta vẫn làm tới nơi đấy chớ tới chốn, và những cái tài sản mà bị thất thoát đó thì nhà nước họ vẫn tìm cách thu hồi. Nhưng mà chỉ khác một cái là gia đình và con cái của ông Nguyễn Xuân Phúc đó, thì sẽ không bị bêu tên, chỉ khác biệt ở cái chỗ là tên tuổi có được nêu ra hay không mà thôi, chứ còn cái sự trừng phạt công ty Việt Á thì vẫn là trừng phạt. Và cái chuyện làm ăn của con cái ông Nguyễn Xuân Phúc, gia đình đó, thì cũng bị chặn hết, tức là bị phong tỏa, bị vô hiệu hóa hết. Thì có lẽ là đối với những người cộng sản đó, thì họ vẫn nghĩ rằng là cái sự mà cho ông Nguyễn Xuân Phúc hạ cánh an toàn đó, thì nó tốt hơn cho thể diện quốc gia và thể diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cái sự mà nói là nêu gương cho những cán bộ khác đó, thì nó vẫn đủ để nêu gương, bởi vì người ta thấy ông Nguyễn Xuân Phúc đó, là một chủ tịch nước mà vẫn bị mất chức, vẫn bị phế truất, thì những người đảng viên khác hãy nhìn vào cái gương đó thì họ sẽ không dám tham nhũng thôi. Chuyện đó mà nó vẫn là một bài học thôi, bài học lớn cho rất nhiều người, ủy viên Bộ Chính trị hay là ủy viên Trung ương Đảng hoặc là những nhân vật cao cấp khác của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì phải biết là tự giam mình thôi. Đấy là câu chuyện mà nói về thời cuộc và nói về những nhân vật cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sắp tới đây mà nói về bầu chủ tịch nước thì cái phần nhiều có vẻ giống như là bà Trương Thị Mai và ông Võ Văn Thưởng, hai người đấy thì sẽ có một người. Nhưng mà cái sự mà lên tiếp của ông Võ Văn Thưởng thì có lẽ là sáng hơn. Chúng ta thấy bà Trương Thị Mai thì là một nhân vật nữ đó, mà nếu mà nói mà giữ chức chủ tịch nước Việt Nam thì nó cũng phù hợp đó, nhưng mà ông Võ Văn Thưởng có lẽ là xứng đáng hơn. Ông Võ Văn Thưởng thì còn trẻ và cũng là bài bản. Còn một người nào đó mà lên làm thường trực ban bí thư thay ông Võ Văn Thưởng thì người ta có thể sắp xếp được. Còn ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mà nói làm chủ tịch nước á, thì có lẽ là một tướng công an mà làm chủ tịch nước và thêm một tướng công an nữa làm thủ tướng của Việt Nam thì có lẽ là nó không phù hợp, hai vị tướng luôn. Cái thời mà ông Trần Đại Quang á, làm chủ tịch nước thì ông Trần Đại Quang là đại tướng, thì lúc đấy á, thủ tướng á, thì là ông Nguyễn Xuân Phúc, đúng rồi. Trước đấy nữa thì ông Trương Tấn Sang, rồi cái thời thủ tướng trước nữa thì ông Nguyễn Tấn Dũng. Đại thể mà thấy rằng mà thời Bình đó mà hai tướng công an mà giữ hai chức ở trong tứ chiều triều đình đó, thì nó làm cho bộ máy lãnh đạo cao cấp của bên phía Việt Nam là dường như có một cái sự là công an trị, thì nó không phù hợp, cho nên ông Tô Lâm có lẽ là sẽ không làm chủ tịch nước. Nếu mà ông Tô Lâm mà lên làm thường trực ban bí thư thì cũng có thể là một sự sắp xếp. Tuy nhiên đó, mà ông Tô Lâm mà đang là Bộ trưởng Bộ Công an thì Bộ Công an cũng rất là quan trọng. Người đứng đầu Bộ Công an và người mà nói là thay thế Tổng Bí thư là coi như thường trực ban bí thư mà điều hành cái ban bí thư, bộ máy hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam hàng ngày đó, thì hai nhân vật đó, hai cái chức vụ đấy là có lẽ cũng ngang nhau. Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng thế, rất là quan trọng.
Thì câu chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc thì cái kết thúc cho ông thì coi như là bị mất chức, nhưng mà cái sự mà nói hải cắn an toàn thì nó cũng là một cái sự may mắn cho gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì sinh năm 1954. Năm nay là năm 2023, tức là 69 tuổi. 69 tuổi thì thêm một tuổi nữa là 70. Quả nhân thất thập cổ lai hy, đời người mà 70 tuổi là xưa nay hiếm, mà ông 70 tuổi, 69 tuổi nghỉ hưu là coi như là thôi, cũng là mãn nguyện rồi. Và gia đình nó thì dính líu chuyện này chuyện kia, mang tiếng rất nhiều, mà ông là coi như là thôi chức và không có bị dính líu gì đến câu chuyện pháp luật nữa. Gia đình không bị gì hết thì cũng là lấy một điều may mắn. Tiểu thư Yes Channel đã bay qua bên này rồi. Cảm ơn mọi người thì đã giao lưu. Câu chuyện nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới thì vẫn là một cái sự sắp xếp bộ máy là coi như là nghiêm nghiêm túc lại, có một cái sức mạnh nội tại. Giả dụ như mà nói là những người mà điều hành trách nhiệm cao nhất của chính phủ là tuyệt đối không được dính líu tới tham nhũng, không có được là để cho những người thân của mình tham tiền tham bạc. Thì điều đấy là Đảng Cộng sản Việt Nam họ sắp xếp dần rồi, cuối cùng họ cũng làm được. Và nói về tham nhũng thì hẳn nhiên là chỉ có ở cái mức nào nhẹ nhất thôi, chứ mà nói mà hoàn toàn không có tham nhũng thì không thể nào được. Tại vì con người thì ai cũng có lòng tham, lòng tham và cái sự trong khiết thì nó luôn luôn là đi đôi với nhau. Cuộc sống thì có ngày có đêm, có âm có dương, không thể nào nói rằng là 100% là liêm khiết được. Nhưng mà cái sự mà giảm bớt tham nhũng ở mức thấp nhất thì người ta sẽ cố gắng làm. Nhưng còn trên thế giới thì thực sự không có nước nào là không có tham nhũng hết. Nước giàu nước nghèo, lòng tham con nào, lòng tham của con người thì đời nào cũng có thôi, thời nào cũng có. Chúng ta đọc những cái chuyện mà cười của thế giới mà chúng ta thấy ở những cái nước văn minh đó, thì chuyện của người ta nói về lòng tham của con người là cũng không bao giờ thiếu. Ở trong những cái buổi lễ của làng mà trong ở bên châu Âu đó, mà nói rằng là mỗi gia đình thì xách theo một chai rượu, xong rồi đổ vào một cái bình rượu lớn để mà dân làng mà cùng vui vẻ đó, thì ai cũng nghĩ rằng là cả làng đem rượu thì mình đem theo một chai nước lọc mình đổ vô thì không ai biết, mà cuối cùng lấy rượu ra uống thì toàn là nước lọc, tức là ai cũng có lòng tham hết. Thì xứ châu Âu người ta văn minh như thế mà người ta vẫn có những cái lòng tham nổi lên, mà thì những xứ mà châu Á mà đông dân á, thì thường cái lòng tham nó nhiều hơn, tại vì xứ người ta đông quá thì thường là khó đủ cho nhiều người, còn xứ ít dân á, thì lòng tham có thể ít hơn. Nhưng mà chống tham nhũng thì thời nào cũng phải chống thôi. Xin cảm ơn mọi người thì đã nghe chúng tôi chém gió. Câu chuyện chém gió là câu chuyện là thấy một câu chuyện gì trong cuộc sống thì suy nghĩ và chia sẻ. Đôi lúc đó thì có thời gian đó thì livestream, không có thời gian thì làm video nguội, hoặc là nhiều lúc đó, cạc điện thoại nó hết thì livestream nó tiện, còn rung răng rung rẻ thì nhiều lúc thì làm video nguội post lên, cái nào nó tiện thì cứ làm thôi. Chào mọi người và xin hẹn gặp lại. Bùm. Mọi người hôm nay là thứ bảy cho nên mọi người rảnh phải không ta? Thứ bảy máu chảy về tim. Cảm ơn anh Phước Lê. Tìm cái micro ra tìm hoài không thấy nó lạc, nó mất tiêu á, âm thanh chắc hơi nhỏ hơn bình thường.
nguyên thủ quốc gia, nguyên thủ quốc gia mà bị mất chức là một điều vô cùng đáng tiếc. Cho nên là giữ được cái dòng dịch mà tròn trịa mà hàng cắm an toàn thì đúng là một sự may mắn, không dễ gì mà được như thế. Nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc mà đã tuyên bố rõ ràng như thế với cả dư luận xã hội thì được phép tuyên bố thì mới tuyên bố như thế. Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã châm chiếc cho trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc. Xin chào và chúng ta sẽ sớm gặp lại.